Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Vấn đề hôm nay đang phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Và trong chương trình tối nay chúng ta sẽ cùng bàn về hai chủ đề sau đây. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP được coi là một trong những hiệp định thương mại phức tạp và đồ sộ nhất thế giới. Sau 5 năm đàm phán bí mật, việc công bố thông tin sẽ được thực hiện như thế nào và bằng cách gì doanh nghiệp Việt Nam có thể hiểu được những cơ hội và thách thức từ TPP. Bất chấp giá dầu giảm và những chỉ số kinh tế nghèo nàn, thị trường hàng không khu vực Trung Đông vẫn phát triển nhộn nhịp và trở thành một trung tâm hàng không mới của thế giới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh này vào năm 2007. Bộ trưởng Thương mại Việt Nam khi đó là ông Trương Đình Tuyển và Tổng Giám đốc WTO ông Pascal Lamy đã phải đỡ một chồng tài liệu rất là dày về luật chơi của Tổ chức Thương mại Thế giới. Với TPP, nó sẽ là một chồng tài liệu tương đương. Cũng có thông tin nói rằng là tài liệu TPP cao gần 2 mét. Tuy nhiên, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Quốc tế thì tài liệu về TPP cũng sẽ chỉ tương đương như là WTO. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam, người dân Việt Nam, những người được hưởng lợi cũng như là phải chịu trách nhiệm thực hiện cam kết TPP sẽ phải hiểu cái chồng tài liệu đầy những thuật ngữ phức tạp bằng tiếng Anh này như thế nào. Đó có lẽ sẽ là công việc của Bộ Công Thương. Lúc này thì trên trang web của cơ quan đại diện thương mại Mỹ USTA cũng đã công bố bản báo cáo tóm tắt của TPP và Bộ Công Thương của Việt Nam cũng vừa công bố một bản báo cáo tóm tắt tương tự. Có vẻ như đây là hai bản báo cáo này là một bản tiếng Anh và một bản tiếng Việt. Bộ Công Thương vừa công bố bản tóm tắt dài 20 trang về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, các cam kết cụ thể về thuế quan vẫn chưa được tiết lộ. Hiệp định TPP sẽ bao gồm 30 chương điều chỉnh thương mại và các vấn đề liên quan tới thương mại. Một số nội dung mới được đánh giá là nhạy cảm hoặc có tác động mạnh tới Việt Nam sẽ được quy định cụ thể trong TPP. Ví dụ như về mua sắm chính phủ, các thành viên TPP sẽ mở cửa thị trường mua sắm chính phủ rộng lớn của nhau theo nguyên tắc công bằng, minh bạch, có thể dự đoán và không phân biệt đối xử. Tất cả các thành viên TPP đều có doanh nghiệp nhà nước và sẽ có một chương riêng điều chỉnh hoạt động của các doanh nghiệp này trong lĩnh vực thương mại. Chương về sở hữu trí tuệ chiếm một vị trí rất quan trọng trong TPP, đặc biệt là các nội dung liên quan đến bản quyền sáng chế thuốc gốc được cho là có thể gây bất lợi cho việc tiếp cận thuốc giá rẻ của các nước đang phát triển. Tất cả các thành viên TPP đều là thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, vì vậy các thành viên đều thừa nhận các quyền cơ bản của người lao động trong tuyên bố 1998 của ILO, đó là quyền tự do liên kết và quyền thương lượng tập thể. Ngoài ra, TPP cũng cho phép có giai đoạn chuyển đổi và cơ chế đặc biệt với một số nước có trình độ phát triển thấp hơn để nâng cao năng lực thực thi các nghĩa vụ mới. Vâng, và cùng bình luận trong chương trình vấn đề hôm nay xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là đến thời điểm này có lẽ là trung tâm của chị phải bổ sung thêm một cái tên mới là trung tâm WTO và TPP nữa. Vâng, vừa rồi thì như chị đã biết, Bộ Công Thương cũng đã công bố cái bản báo cáo tóm tắt về TPP, thì tôi không hiểu là dựa trên những nội dung của bản báo cáo tóm tắt thì doanh nghiệp đã đủ để hình dung về cái nội dung cũng như là cách tiếp cận của TPP hay là chưa? Nếu mà đọc cái bản tóm tắt 30 trang, bản tóm tắt 30 mà chương, 30 chương khoảng 20 trang, gần 20 trang thì có lẽ là đủ để cho doanh nghiệp hiểu được tinh thần của hiệp định này. Có nghĩa là hiểu được hiệp định này nó bàn về những vấn đề gì và định hướng của những vấn đề đấy là như thế nào. Còn sẽ rất khó để doanh nghiệp hiểu chi tiết nó là cái vâng. gì. Dạ. Vâng, thưa chị Trang. Và lúc này thì trên tay tôi lúc này là một cái tập tài liệu rất là dày. Một cái chương trong TPP liên quan đến sở hữu trí tuệ được Wikileaks dò dỉ ra trên mạng vào ngày 16 tháng 10 năm 2014. Thú thực rằng là tôi đọc cái tài liệu này thì không thể hiểu được. Chắc chắn phải là người chuyên môn rất là sâu về sở hữu trí tuệ mới có thể hiểu được. Rồi tôi nghĩ rằng là cả một cái chồng tài liệu dày như vậy phải dịch ra toàn bộ ra tiếng Việt để mà doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin, rồi trước đó cũng phải dịch ra để cho các đại biểu quốc hội có thể hiểu để bấm nút có thể thông qua nữa. Thì tôi nghĩ đây là khối lượng công việc rất là lớn. Vậy thì từ cái góc độ là cơ quan đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, chị muốn việc tiếp cận thông tin của doanh nghiệp với TPP sẽ được thực hiện như thế nào? Vâng. Thực ra khi mà anh nói về dịch ấy, thì tôi lại thấy không có vấn đề gì cả. Bằng chứng là vừa hôm trước thì trên trang web của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ có cái bản tiếng Anh, hôm sau chúng ta có bản tiếng Việt. Và thực ra ấy, thì trong quá trình đàm phán, tôi thấy cái điều khó khăn nhất đoàn đàm phán đã làm được rồi. Họ chuyển tải những gọi là chỉ đạo định hướng của chúng ta thành phương án để thuyết phục đối tác để thành được cái kết quả như thế này. Cái đấy là khó nhất. Còn việc chuyển tải cái kết quả đấy thành cái ngôn ngữ chúng ta suy nghĩ hàng ngày, chúng ta yêu thương, chúng ta hờn giận bằng cái ngôn ngữ đấy thì chắc là không có gì khó khăn.
Vấn đề mà tôi quan tâm là chúng ta làm thế nào để dịch cái tài liệu đó ra cái ngôn ngữ mà đại biểu quốc hội, doanh nghiệp và người dân hiểu được. Vâng. Thì đấy mới là cái điều quan trọng. Bởi vì là chúng ta biết rằng là thực ra phổ biến thông tin thì dễ lắm. Tung toàn bộ cái tài liệu lên, thế là xong, vâng, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà cung cấp thông tin có nghĩa là đưa cái thông tin ngắn gọn, hiểu được và đúng cái vấn đề mà người ta cần thì lại là vấn đề cực đúng kỳ rồi. Khó khăn. Vâng. Và nó phải đúng mục tiêu, đúng đối tượng. Thông tin cho đại biểu quốc hội khác, thông tin vâng, cho doanh luôn là khác. Như vậy, luật thì như vậy nhưng mà diễn giải luật mới là khó. Vâng. Vâng, xin cảm ơn chị. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, với hàng chục các hiệp định thương mại song phương và đa phương đã và sẽ ký kết thì Việt Nam là quốc gia tích cực hội nhập nhất thế giới. Thế nhưng thành tích đó sẽ không còn nhiều ý nghĩa một khi đoàn đàm phán thì cứ tích cực đàm phán, còn doanh nghiệp thì lại uể oải đọc tài liệu. Vì như vậy thì nó sẽ lại rơi vào kịch bản cũ, có nghĩa là ta đàm phán nhưng mà người khác lại được hưởng. Và ngay trong chiều nay thì các phóng viên thời sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một số ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp về việc tiếp nhận thông tin TPP. Mặc dù rất quan trọng nhưng mà doanh nghiệp là không có thời gian để mà đọc bản tin này. Thì kế tiếp là đúng ra bên hội và cho hội cũng đề nghị Bộ Công Thương làm sao tóm tắt nó gọn lại để truyền tải tới doanh nghiệp, mà khi doanh nghiệp nhận được những thông tin này họ biết cách làm cái gì. Hơn bây giờ nhiều quá thì phải nói là doanh nghiệp hơi lúng túng, không biết chỗ nào. Bộ Công Thương làm việc với các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các hiệp hội doanh nghiệp và tập trung chú trọng vào những ngành nghề đang bị thách thức, đang bị tổn thương, đang được hưởng lợi từ VP. Anh hướng dẫn cái đó thật kỹ nhất về cái đó. Và cũng giới thiệu cho họ, phân tích cho họ những đối thủ ngành nghề này ở các nước, trong các nước TPP, họ cũng được hưởng lợi như thế nào. Và khi họ hưởng lợi thì có nghĩa là mình sẽ là bất lợi. Đa phần mình phải hiểu như vậy thì nó dễ hơn. Thì nếu mà ngắn gọn như vậy tôi nghĩ là dưới 100 trang là có thể hiểu được rồi. Bộ Công Thương tổ chức triển khai theo từng nhóm, từng ngành, ngành hàng. Chúng tôi sẵn sàng tổ chức theo yêu cầu đó để là các chuyên gia đến nói chuyện. Ví dụ như nói chuyện với cái nhóm là may mặc, da dày. Thì giữa cái điều kiện là vào cái lúc vào cái TV này là may mặc da dày nó có cái chế độ riêng. Qua cái nắm cái thông tin này người ta tự điều chỉnh rằng người ta biết rằng sức khỏe của người ta cỡ nào ở trong cái nhóm này và người ta phải làm gì để cho họ khỏe lên. Vâng, thưa chị Trang, chị cũng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp cũng như là hiệp hội doanh nghiệp thì tôi thấy hiện nay họ đang trông chờ Bộ Công Thương rất là nhiều. Tuy nhiên qua trao đổi với đoàn đàm phán thì tôi thấy rằng là hình như ở các nước khác mọi chuyện nó diễn ra khác. Có nghĩa là việc công bố thông tin rồi làm thế nào để doanh nghiệp hiểu được cái thông tin ở trong đàm phán ấy, thì đó chính là việc của hiệp hội các doanh nghiệp rồi là bản thân các doanh nghiệp đó, bởi vì tiền của họ mà. Nếu như doanh nghiệp không hiểu thì bản thân hiệp hội cũng phải thuê luật sư về để giải thích cho doanh nghiệp hiểu, chứ không phải đây không phải là việc của quản lý nhà nước. Vậy thì với TPP lần này không hiểu là VCCI có khuyến cáo gì không đối với vấn đề tiếp cận thông tin của doanh nghiệp, và nếu như mà doanh nghiệp vẫn còn tiếp tục thờ ơ giống như là các hiệp định thương mại khác thì chuyện gì có thể xảy ra? Thì sẽ như những cái hiệp định thương mại khác mà chúng ta đã ký, cơ hội thì bỏ qua nhưng mà thách thức thì lại rất là hiện thực. Thực ra nói như thế cũng hơi oan, bởi vì là không phải là chỉ mỗi doanh nghiệp ta là khó khăn trong việc là tiếp cận thông tin hay là đọc và hiểu được những cái thông tin đấy đâu. Doanh nghiệp các nước cũng thế thôi. Chính vì thế mà ở trong TPP có hẳn một chương mà người ta nói về doanh nghiệp mà nhỏ và vừa, trong đấy có cái câu chuyện là phải thiết lập những cái website để cung cấp thông tin về TPP một cách dễ hiểu nhất cho các doanh nghiệp. Họ cũng như vậy cơ mà. Còn về phía ta ấy, thực ra là ở đây có hai vấn đề. Người cung cấp thông tin chưa thực sự là cung cấp thông tin được xử lý, và thứ hai là người tiếp nhận thông tin chưa chủ động tiếp nhận thông tin. Thế thì ở đây thì nếu mà giải pháp thì là phải cải thiện từ cả hai phía. Nhà nước phải làm sao cung cấp thông tin người ta hiểu được, và thứ hai là doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thông tin, những thông tin nào mà mình cần. Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Trang đến từ VCCI đã tham dự chương trình vấn đề hôm nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến thứ 6 này thì Bộ Công Thương sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin TPP. Sau đó bộ này sẽ công bố toàn bộ nội dung cam kết TPP. Tất nhiên là phải sau khi mà 12 quốc gia thành viên đặt bút ký hoàn tất đàm phán cũng như là quốc hội các nước phê chuẩn. Bởi vì bất kỳ quốc hội nước nào không thông qua thì TPP cũng sẽ không có hiệu lực. Và đặc biệt ở đây là trường hợp của Mỹ. Nên nhớ là quốc hội Mỹ đã phải mất tới 1 năm để thông qua hiệp định NAFTA khu vực Bắc Mỹ. Cũng cần phải nhấn mạnh đó là tất cả các nghiên cứu đánh giá tác động đều chỉ ra rằng Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi lớn nhất từ TPP. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lý thuyết. Những con số như là GDP tăng 10% hay là xuất khẩu tăng 30% sẽ vẫn chỉ ở trên giấy nếu như doanh nghiệp không hiểu mình sẽ được cái gì và mất gì từ TPP.
Từ đây chúng tôi cũng xin được kết thúc phần bình luận trong nước của vấn đề hôm nay.